Thưa quý vị, hiện Đà Nẵng đang bước vào mùa thấp điểm về khách nội địa. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cứu hộ tại các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố vẫn luôn được chú trọng. Hiện lượng khách đến với các bãi biển du lịch Đà Nẵng mỗi ngày chủ yếu là người dân địa phương với mức độ vừa phải và thường tăng nhẹ vào dịp cuối tuần. Dù vậy, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vẫn bố trí đầy đủ các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cứu hộ. Đặc biệt, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển được duy trì nhằm tăng cường công tác phối hợp tuần tra, xử lý các hành vi gây mất an toàn an ninh tại các bãi tắm. Trong thời gian cao điểm hay thấp điểm nhưng mà chúng tôi vẫn huy động 100% quân số để thực hiện phục vụ cho người dân và du khách khi đến một bãi biển, tạo nên một cái điểm đến an toàn và cho người dân du khách khi được tham quan tắm biển tại biển du lịch Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, tình hình thời tiết cũng có nhiều biến động. Vì vậy, bên cạnh cắm thêm các biển cảnh báo, lực lượng cứu hộ tại các bãi tắm được chia ca xuyên suốt các khung giờ nhằm nhắc nhở người dân du khách các khu vực tắm biển an toàn. Đội cứu nạn thì trực tới 19 giờ hàng ngày, ban đêm. Thì riêng ban đêm thì gồm có 5 tổ làm ban đêm thì tăng cường, nhưng mà riêng về cái đảm bảo thì chỉ nhắc nhở người dân là không được phép tắm, tại vì thời tiết ban đêm là không đảm bảo về an toàn về độ ánh sáng, cho nên cũng khuyến cáo người dân là tắm và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Giữ gìn môi trường du lịch an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, chống đeo bám chèo kéo khách, đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng thành phố duy trì. Cùng với đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng sẽ triển khai các hoạt động kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi ni lông, hướng tới du lịch xanh.